Ok, xin chào mọi người. Thì hôm nay Việt Thành đang ở đây rất là excited để chuẩn bị show cho mọi người một trong những cái listing đẹp nhất trên thị trường hiện giờ ở thành phố Huntington Beach. Với listing rất là sang trọng, nhà được remodel mới hoàn toàn và làm rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, rất là có tính thẩm mỹ cao. Nhưng mà đầu tiên mình muốn show cho bạn coi cái neighborhood. Đây là một trong những cái neighborhood most desirable, có nghĩa là một trong những cái neighborhood được ham muốn nhất ở thành phố Huntington Beach các bạn. Nằm kế bên cái Central Park của Huntington Beach luôn. Nếu bạn muốn search Huntington Beach Central Park để các bạn biết nó gần biển như thế nào, nó bự như thế nào và nó đẹp như thế nào các bạn. Thì các bạn thấy không? Giờ mình đang đứng neighborhood rất là yên tĩnh. Nhà ở đây thì khỏi nói rồi. Khi mà nó nói cái neighborhood nó prestigious, có nghĩa là nó sang trọng. Các bạn nội nhìn những cái căn nhà trong đây các bạn cũng biết. Nhà toàn bộ là nhà to hết, nhà 2 tầng. 2 tầng. To đùng như thế này, nhà nào plan cũng to, bự chành quanh như biệt thự vậy đó. Đây nè, bên này cũng vậy nữa. Những cái plan nhà rất là dễ thương, rất là đẹp và rất là lạ luôn. Không, như cái nhà đó mình thấy rất là lạ. Cái kiểu mái mà nó đi xéo từ trên tầng 2 xuống, thẳng xuống cái gara bên đây luôn. Nhìn rất là độc các bạn. Rồi, bây giờ mình đang đứng ở đây là đang đứng trước căn nhà này. Đó, căn nhà rất là đẹp, các bạn nhìn đằng trước. Nhà có 3 xe garage. Nội bây giờ mình chưa bước vô nhà nữa. Nhìn cái màu sắc họ chọn, họ làm căn nhà mà nhìn cái thế căn nhà thôi là thấy bảnh rồi các bạn. 2 tầng, trước một mái, đằng sau một mái, nhìn thế nhà thấy bảnh rồi, đúng không? Đó, à, mái nhà thì các bạn thấy không, bằng tile hết, mái nhà bằng gạch hết, đúng không? Những cái nhà như thế này, mái nó cũng phải xịn nữa. Những cái mái gạch này là coi như là last a long time, nó tồn tại rất là lâu. À, nhà này đó thì 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, đang đăng bán với giá 1.795.000 hay gì đó, triệu bảy mấy thôi, triệu bảy mấy mà cộng mấy ngàn đó thành triệu tám thôi, nói triệu tám đi cho nó gọn, không triệu 799 đó, ví dụ là vậy. Rồi 4 ngủ 3 phòng tắm, nhà rộng hơn 2.500 square feet, 2.500 mấy chục square feet đó, và cái lot của nhà này là 6.368 square feet các bạn, đuôi là 68, nhìn là thấy đẹp rồi, 68 là thấy phong thủy là ok rồi các bạn, 68 là lộc phát thì hình rất là thích cái số đó. Mời các bạn vào. Thì đây chúng ta vừa vô cái cổng ấy, thì trong đây là cái diện tích cái khuôn viên đằng cái sân đằng trước nhà ha. Tại vì đằng sau căn nhà này là nguyên một cái hồ bơi, nó ăn hết nguyên cái sân đằng sau, rất là đẹp. Nhưng mà mình sẽ không có cái gì cái đất chơi, thì cái đất chơi ngược lại nó lại nằm đằng trước căn nhà để chúng ta vẫn có đất outdoor, đúng không? Đó, sân trước ở đây cũng rất là rộng luôn, ở dưới được lót gạch sạch sẽ đàng hoàng hết như bạn thấy đó, rất là rộng rãi. Chúng ta có thể để dàn barbecue, bàn ghế đây ngồi chill uống rượu, tận hưởng mùa hè, ăn chơi thoải mái các bạn. Đó, sân trước các bạn thấy rất là rộng đúng không? Bây giờ Việt Thành sẽ mời các bạn vào trong nhà để chúng ta cùng nhau check out bên trong căn nhà này nha các bạn. Mình không thể nào đợi nữa. Vừa bước vô cửa nhà một cái ha các bạn, thì ngay trước mặt mình á, không ngay trước mặt nữa. Thật sự là đây là cái cầu thang đi lên lầu, thì nhà này là 2 tầng, đúng không? 2 tầng. Đây là cầu thang đi lên lầu. Nhiều người sẽ nói ô cái này nói chung là đối với nhiều người sẽ nói ô cầu thang chạy cửa luôn. Thật sự là cái cầu thang này nó không có nằm thẳng cái cửa bạn, cái cửa nằm xích quanh đây. Cái cầu thang á nó chỉ bị phân nửa là nó ăn vô cái cửa, còn phân nửa bên đây cầu thang là nó vô trong cái tường của phòng đây rồi các bạn. Nên nó nằm chệch qua bên. Cho nên cái đó cũng không phải hoàn toàn là cái vấn đề của phong thủy ở đây nữa, nhưng mà anyway nhà đẹp quá. Mình không nghĩ là cái vấn đề các bạn. Thì bây giờ ngay bên tay trái chúng ta vừa bước nữa không? Trước đây là cầu thang lầu, thì lầu mình sẽ lên check out sao. Thôi bây giờ mình qua bên tay thôi, về trái đi. Mình qua bên tay trái một cái. Đúng không? Thì là diện tích phòng khách của nhà các bạn. Rất là nhiều không gian luôn, nhiều không gian. Mà ở dưới sàn nhà này, coi như là nhà này là họ remodel mới hoàn toàn luôn các bạn. Là mới hoàn toàn. Ở dưới sàn thì lót gỗ hết nha. Mà cái màu gỗ, cái màu wood này á, rất là neutral, có nghĩa là rất là trung gian luôn. Nó rất là sáng và rất là dễ để mà chúng ta có thể đặt những cái furniture lên để mà trang trí. Bên đây đó, chúng ta có một cái cửa double door, thấy không? French door. Cửa kiến rất là to để ánh sáng vào nhà, và cái này để access ngoài cái door in the front. Ở đây là diện tích phòng khách. Chúng ta có fireplace như các bạn thấy ở đây, thấy không? Fireplace mà được lót gạch đẹp, sơn phết rất là chỉnh chu tỉ mỉ luôn các bạn. Bên đây kế bên thì là cái diện tích phòng ăn các bạn. Mình rất là thích cái căn nhà này ở chỗ là cái người design rất là có mắt thẩm mỹ các bạn. Coi như là cái nền căn nhà là cái tường,
những cái mảng bự hoặc cái sàn, đó là cái màu sáng, đúng không? Nhưng mà ngược lại những cái chi tiết nhỏ họ lại nhấn bằng hai cái màu mà Việt Hình thích nhất các bạn. Hai cái màu này đi chung luôn luôn, rất là sang trọng nhưng mà nó phải có một cái nền sáng, đúng không? Tại vì hai màu này nó phối với nhau, nó sang trọng nhưng mà nó tối, thì nó phải có một gì nền sáng để nhấn nó lên. Đây, bạn thấy không? Cái đèn ăn ở đây nó là màu đen và nó được viền vàng. Những cái viền vàng này nó cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng và phải nói làm sao ta? Rất là rất là quý phái, rất là sang. Đó, bên đây là cái phía tường sau căn nhà. Ngay đằng sau chúng ta có cái hồ bơi bự dăng ngang qua nguyên cái mảng sân sau luôn. Đó, những người nào thích hồ bơi rất là đẹp và nhìn rất là sang. Coi như là mình rất là thích cái hồ bơi kiểu này. Tại vì cái hồ bơi mà nó dăng ngang nguyên căn nhà, thứ nhất nó bự, mà từ trong nhà chúng ta nhìn ra, ngồi trong nhà nhìn ra cái view thôi, nhìn ra một cái là nguyên cái view đằng sau một cái hồ bơi xanh rì. Nó rất là đẹp, y chang những cái nhà mà vacation home đồ mà trong mấy cái video mà những cái rapper, những ca sĩ nổi tiếng ở trên Hollywood người ta hay mướn để làm MV cho những cái video mà rất là nhiều cái lượt view ở trên YouTube đó các bạn, dạng như vậy đó. Đó. Ôi, bây giờ Dị Hình mời các bạn qua đây nha. Chúng ta sẽ đi qua không gian nhà bếp. Các bạn thấy cái nhà bếp nó bự cỡ nào vậy các bạn? Thấy nó bự không? Quá bự, quá là spacious, quá là rộng rãi luôn. Mà sáng sủa, mà đẹp nữa. Phải nói là quá, quá bự các bạn. Ở đây, mình chắc mình không gọi ở đây là cái nhà bếp. Mình sẽ gọi ở đây là không gian quầy bo các bạn. Nhưng mà nó cũng vậy là một phần nhà bếp rồi. Rất là rộng rãi mà coi bề ngang. Đi qua đi lại thoải mái. Coi như cái nhà này thật sự là design cho một người chủ mà phải gọi là rất là nhiều bạn bè, có khách khứa đồ lại mà, và chúng ta có nơi để mà đãi khách. Ở đây thì quầy bar ăn uống rượu chè thoải mái. Đó, các bạn có quầy bar dài, counter qua đây rất là đẹp. Ở trên mặt counter lót đá có vân, thấy không? Màu xám. Và cái dàn tủ này, cái tông màu xám này again, y chang căn nhà mình mới review ở đây luôn các bạn. Các bạn có nhớ cái màu xám này không? Đây là cái màu xám trending hiện tại bây giờ. Nhìn tất cả những cái handle này các bạn. Đó, rất là nhiều storage, thấy không? Rất là nhiều storage ở dưới đây. Bên đây nè, đó, đây là cái quầy bar mà không thể nào thiếu cái dàn white cooler được các bạn. Nhưng một người chủ mà ở căn nhà chất như thế này, đương nhiên chắc không phải là dân biết uống rượu đồ chứ, phải không? Tiếp tục đi vô đây, đây là diện tích kitchen các bạn. Đầu tiên check out cái island này các bạn có biết cái island này nó bự cỡ nào không? Cái island rất là to luôn các bạn, rất là to. Để đồ được thoải mái, đồ ăn nó vô mà dùng luôn này, làm bàn ăn để nguyên dàn ghế quầy bar ở đây serve cho mọi người vô tư thoải mái các bạn. Bên đây thì có chúng ta có dishwasher toàn bộ là mới hết nha, chưa xài còn mạt luôn nha các bạn. Đó, thấy không? Các bạn coi cái sink nè, bằng sứ. Cái bữa mình quay căn nhà kia thì nó còn rẻ hơn xíu. Thì cái sink này nó bằng inox, nhưng mà nó cũng là một mảng bự vậy. Sang hơn xíu là mình chơi bằng sứ các bạn, đồ ý thượng bằng sứ. Đó, mà nó vẫn là một mảng bự, rửa chén đồ rất là thoải mái luôn. Mà các bạn coi cái dồi, lại là đen, đen vàng. Hey, màu đen nhám các bạn, đen nhám nha. Rất là sang. Và những cái nút tay cầm đồ là màu vàng, rất là đẹp, bạn thấy không? Nhìn là biết nhà này là cho để ăn chơi, mời bạn bè qua đây ăn uống suốt ngày các bạn, uống với ăn thôi. Nhà chỉ nấu đồ ăn ngon mà shop bạn bè thôi. Tại sao? Cái người remodel nhà này họ rất là chú trọng đầu tư vào cái dạng appliance của nhà các bạn. Các bạn nhìn cái dạng máy hút thôi, các bạn mới nhìn. Nè, nó nhìn những cái này thôi. Máy hút mà có đồ treo nồi rồi đây, có rack nữa thấy không các bạn? Đó. Rồi nhìn cái dạng bếp nữa các bạn. Nhìn cái bếp thôi là biết xịn. Nhìn cái bếp là biết đồ xịn nữa các bạn, không cần nói nhiều nữa. Không, nhìn bếp biết đồ xịn ra, chưa nói hiệu. Đó, năm cái burner, nhìn cái bếp rồi thấy xịn này, nhìn cái ánh nhìn thôi. Thấy không? Oven đổ dưới đây. Và bên đây là tủ lạnh. Thấy không? Các bạn nhìn tủ lạnh, nhìn tay cầm là biết đồ xịn này. Rồi các bạn biết cái dạng appliance này đó là hiệu gì các bạn? Rất là ít người dùng, thật sự đa số nhà remodel, ngay cả những căn nhà triệu mấy remodel dưới đây, đa số họ dùng những cái hiệu chung bình thường ở Mỹ thôi, Frigidaire, GE, Samsung rồi thôi. Ít người mà dám bỏ tiền ra mua cái dạng appliance. Các bạn biết hàng appliance hiệu gì không? Bertazzoni của Ý các bạn, Italia. Còn ở đây nó có một cái cửa hiện này chỉ là closet thôi. Đó,
Ngay ở dưới space đựng đồ, không có đèn, sáng sủa đầy đủ các bạn. Đó. Rồi. Dưới nhà, nhà này 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, thì dưới nhà có một phòng ngủ rất là tuyệt vời các bạn. Trời, chàng bữa mình nói đúng không? Nhà ít nhất, nhà nhiều phòng 2 tầng, mình muốn dưới nhà nhất phòng ngủ, ghét nhất kiểu mà trên lầu, ngủ trên lầu hết. Tại rất bất tiện. Nhiều khi mình có người lớn ở chung nhà, mình cho họ ở cái phòng ngủ dưới nhà tiện cho họ, không cần phải đi lên lầu à, mệt mỏi cho người lớn tuổi. Đây, thì bên đây là một cái phòng tắm dưới nhà, 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Đây là cái phòng tắm dưới nhà các bạn, rất là đẹp các bạn coi. Ồ, cái shower ở đây. Đây là cái shower, bên đây có toilet chứ. Đó, toilet right here, thấy không? Sao toilet là đằng sau cửa này các bạn. Làm sao mà thiếu toilet được, không thể nào thiếu toilet được. Đây, các bạn thấy không? Tất cả đều được lót gạch hết, rất là đẹp. Và dồi sen kiểu như là mưa đó bạn, như tắm mưa vậy đó, rớt trên xuống. Đó, bên đây họ cũng nói để chỗ một cái thùng ga, một cái tủ thùng nhỏ vô để chúng ta để sữa tắm này nọ. Rồi họ có làm luôn ghế để ngồi ở đây. Đó không, mình có cái này nó xịt ra mà giống như tắm mưa. Nhiều khi mình mở nước nóng mình chỉ ngồi thư giãn, ngồi đây ngồi thư giãn. Phòng ngủ rất là sáng sủa luôn các bạn. Phòng nào cũng có cửa sổ như thế này. Mà vì hình nói các bạn nha, hôm nay đó là mặt trời ít ra rồi đó các bạn. Tại vì dạo này á, ở bên Cali là đang vô mùa mà nó mưa đó, cho nên là dạo này mưa nên trời sáng trời màu lạnh à. Sáng nào nó cũng âm u, hơi hơi gloomy kiểu này. Hôm nay mình quay là coi như là trời nó hơi gloomy rồi đó. Chứ mà đúng mà mặt trời mà ra đầy đủ là những cái nhà này nó còn sáng mà còn đẹp nữa các bạn. Đây, cửa vô gara các bạn, nhà gara 3 xe nha các bạn. 3 xe gara nha, rất là to nha các bạn. Và ở dưới sàn gara là chán epoxy hết rồi. Đây, chán mới hoàn toàn luôn, chán epoxy mới hoàn toàn các bạn thấy không? Láng con bóng láng đẹp đẽ luôn. Gara 3 xe cực kỳ bự. Bên đây hai cái, bên đây 1 cái. Cửa điện hết nha. Bên hai cái cũng mở cửa điện, bên cái mở cửa điện hết. Đó. Nhà làm mới hoàn toàn cho nên là cái máy nước nóng cũng mới hoàn toàn luôn. Và máy nóng rất là bự, size rất là to như các bạn thấy ở đây, đúng không? Rất là sạch sẽ, làm đúng chuẩn đúng khốt luôn. Rồi bây giờ chị Hình sẽ xin mời các bạn lên lầu để chúng ta check out 3 cái phòng ngủ còn lại của căn nhà. Đầu tiên này các bạn thấy không, handrail đi lên lầu là bằng sắt hết. Trên lầu đây, đây là không gian office. Đó, không gian office, rất là nhiều tủ để đồ. Không có kệ, chân đồ này nọ, bự dài ngang hết bên đây. Đó, ở đây là cái không gian office ở trên lầu ha. Đó, nhìn những cái đèn họ dùng rất là ngại các bạn. Đây các bạn nhìn cái chandelier đơn giản thôi, không gì màu mè, không cần màu mè, nhưng mà nó phải đi đúng điệu không các bạn. Ok, đây đi vòng qua đây ha, đây là cái phòng ngủ đầu tiên. À, cửa sổ rất là to để ánh sáng vào, view xuống front yard của mình với lại view ra ngoài neighborhood ngoài đường, view Central Park bên kia. Đó, phòng rất là bự các bạn thấy không. Đó, giường queen này còn để hai cái nightstand còn dư chỗ, dư space. Đó, bên đây chúng ta có cái dàn closet hai cửa bự như các bạn thấy không. Kế tiếp mời các bạn qua cái phòng ngủ thứ ba của nhà, phòng ngủ nhỏ hơn ha, kế bên luôn, ngay kế bên này, góc trên lầu đây. Phòng này thì là view ra đằng sau vườn của mình. À, view ra cái hồ bơi, view ra neighbor đằng sau. Cái size bằng y chang với cái phòng bên kia luôn, rất là rộng rãi không? Một giường queen, hai nightstand, dư space hai bên, y chang luôn, cũng có closet và cũng có built-in cabinet shelf and everything sẵn luôn. Bây giờ mình coi cái phòng tắm thứ hai, là cái phòng tắm common ở trên lầu nha. Right here, baby, right here. Look at this.
không ha. Rồi bằng vàng, nhìn thấy luxury, thấy Dubai ở đây, nhìn thấy Dubai đó mày. Rồi bên đây là toilet ha, đó bạn coi đi, cái design họ lót gạch đồ trắng đen, nhìn rất là đơn giản nhưng rất là sang trọng, và họ cũng design có ghế ngồi luôn, thấy không? Phòng tắm nào cũng vậy, có ghế ngồi. Bây giờ xem được best flat, đây là master suite các bạn. Mình không gọi cái phòng này master, mới gọi nó cái master suite tại nó quá bự, bự quá. Đây các bạn coi đi, giường California King bed cực kỳ bự. Ở đây để chắc để luôn hai cái nightstand, nó còn vừa, còn dư space này, không biết làm cái gì nữa các bạn. Phòng quá bự, dư rất là nhiều space. Bên đây đó chúng ta có thể để tủ, để tivi ở đây nằm coi. Đương nhiên một cái master suite vậy làm sao mà có thể thiếu được một cái walk-in closet. Một người chủ ở nhà nha, chắc chắn là quần áo đồ đạc mình phải nhiều các bạn. Right here baby. Check this out. Walk-in closet các bạn. Built-in shelf, không? Rack để máng đồ, vest, đồ này nọ mình máng. Đó, ví dụ các bạn có đồ hiệu Salvatore hoặc là bên đây là Cartier, không? Cái người decor căn nhà này cũng rất là có taste các bạn. Màu trắng nền mà ở trên chúng ta đi cái màu đỏ, để cái hộp đỏ để trang trí nhìn nó rất là chất các bạn. Không thể nào mà không check cao cái bathroom của phòng master suite của bạn. Cái bathroom nhà này hơi đẹp quá. Rồi coi nó bự mà đi qua đi lại đi tới đi lui hôm này quá đẹp các bạn. Coi cái dàn tủ này hình chữ L, nguyên một cái dàn counter hình chữ L. Bên đây á thì là máy cấp, thấy không? Có ghế, có kia qua đây, không? Double sink for him and for her, chuyện bên anh bên sáng đánh răng rồi nhảy qua đây máy cấp, không? Đó tủ này không có thiếu, đựng đồ máy cấp rồi. Ôi vô tư, có một tấm đứng thì không nói rồi, không đứng thì đương nhiên rồi, y chang bên kia đầy đủ hết nè. Đó có vòi sen, nếu muốn có vòi sen, có cái kiểu như rain nước mưa cũng có luôn. Rồi mà có cái này nữa mà nhà sang nào không thể thiếu được, đây chính xác là cái này đây các bạn. Cái bồn nằm, không phải cái bồn nằm bình thường mà nó build vô, mà nó giống như là một cái bồn nằm nằm riêng ra để mình nằm ở đây. Cái góc này là cái góc sống ảo của chị em nè. Đó, thường để ở đây một cái bàn nhỏ để chai rượu, không đi rượu ở đây, đèn cầy nhỏ nhỏ, rồi mình ngầm đèn ngâm bát, rải hoa hồng, uống rượu, chụp hình. Đó là tất cả bên trong căn nhà ha. Bây giờ mình mời các bạn đi xuống, chúng ta sẽ ra check out ở ngoài sân và cái hồ bơi của nhà nha. Rồi, đây, bây giờ mình mở cái French door ra anh coi nha. Đây là cái view từ trong nhà, cái view từ trong nhà em bạn bè qua chơi, view hồ bơi như thế này. Như là đằng sau nguyên cái sân là nguyên cái hồ bơi bự luôn, rất là đẹp. Mà chúng ta có spa hồ jacuzzi bên kia nữa kìa. Đó thấy không, nhà ba bên thì xây tường hết rồi, mà đằng sau á mình rất là thích kiểu mà cái tường mà họ làm lên thành một cái hàng rào cây dây leo, một cái mảng xanh nó rất là tươi mát và rất là thoải mái cho căn nhà, có cảm giác rất là private các bạn. Bên hông đây thì chúng ta có cái cửa để mà đi riêng vô bên hông, không mà dư một khoảng đất bên đây các bạn muốn để gì đó chứa thì để. Nói chung là ở đây thì có vàng hoa hồng rất là đẹp. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi cái review của Việt Hình. Và Việt Hình hy vọng là hôm nay gửi đến các bạn căn nhà này là không có làm thất vọng các bạn. Một trong những nhà mà mình thấy rất là đẹp.
trên thị trường hiện tại bây giờ thì hy vọng là đến lúc vị hành đăng lên mọi người thấy nó vẫn còn available nha. Nhà này hiện tại bây giờ đang lên giá list là 1.8 triệu các bạn, cho một căn nhà remodel mới hoàn toàn nằm ở một cái vị trí cực kỳ đắc địa ở thành phố Huntington Beach, cực kỳ yên tĩnh, gần Central Park, từ đây ra biển chỉ 5 phút thôi và rất là gần với cái Old Town của thành phố Huntington Beach. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn, nếu mà ai lần đầu tiên coi video Việt Hình thì xin tự giới thiệu, Việt Hình là realtor đang sống và làm việc tại quận Cam, miền Nam California. Nhưng mà Việt Hình không chỉ bán nhà ở quận Cam, mình chuyên nhất là quận Cam và LA County. Tại hai nơi này là hai nơi mình đã từng ở rất là lâu. Ngoài ra mình cũng làm việc ở Riverside và San Bernardino County. Mình không chỉ mua bán nhà không các bạn, mà bất cứ anh chị các bạn nào có nhu cầu đầu tư về bất động sản, không chỉ là nhà mà ngay cả commercial building, mặt tiền làm ăn thương mại, trung tâm thương mại buôn bán các kiểu, Việt Hình đều có kinh nghiệm để thể giúp cho quý vị các bạn hết. Ngay cả đất đai cũng vậy luôn các bạn. Đó, cho nên là mình muốn cho mọi người biết. Thì nếu ai cần giúp đỡ thì có thể liên lạc Việt Hình. Tất cả những cái thông tin, số điện thoại hay là email này nọ, tất cả mình đều để dưới cái description hoặc có chạy dưới cái video này nha. Rồi một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi Việt Hình. Thì Việt Hình là hy vọng là Việt Hình luôn đem lại những cái niềm vui, những cái sự thú vị cho mọi người và chia sẻ cho mọi người cái đam mê bất động sản, cái đam mê về nhà cửa đất đai của Việt Hình. Và hy vọng là mọi người coi cái video của Việt Hình thì Việt Hình cũng luôn luôn giữ cái lửa đó và nuôi cháy cái lửa đam mê đó cho tất cả mọi người. Khi mọi người coi cái video này của Việt Hình, mình chưa nhận được cái năng lượng đó cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ, tốt lành. Until next time, I'll see you on the next video.